Ở trong đây thì em có sử dụng một cái loại rất là đặc biệt, đó là nấm gan bò sữa đỏ từ Đà Lạt, một loại nấm rất là quý hiếm tại vì nó chỉ có vào mùa mưa thôi. Và tiếp theo là abalone bào ngư được làm từ đậu phụ và kèm với nước dùng được nấu rất là đặc biệt. Em đã áp dụng kỹ thuật nấu nước dùng của người Nhật từ nước dashi và em kết hợp với lại mía lau của Việt Nam, kết hợp với lại bí xanh và trái lê nữa để tạo ra cái nước dùng này ạ. Chef V is the queen of broths. She can cook a broth so extremely well. Really develop the flavor from delicate mushrooms. Beautiful. Mm-hmm. Cái abalone này là được làm từ bột đậu tương và nó kết hợp với lại là một ít bột khoai tây nữa để tạo cái độ dai cho cái này. Và sau đó là mình hấp lên và mình dùng cái khuôn mình ép nó lại để tạo ra thành cái hình bào ngư như thế này. Nó giống như là bào ngư thật, vị của nó vẫn cứ dai dai giòn giòn giống như là bào ngư thật. And combined with the texture, the bean cake, the tofu cake, it's so beautiful. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chin Su đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Ngày hôm nay em xin gửi đến ban giám khảo, đây là 4 món mà em tâm đắc trong cái menu của mình. Đầu tiên là em sẽ có về món là nộm vải thiều Bắc Giang kết hợp cùng với sốt dưa leo và wasabi tươi của Nhật. Wow. Đây là sốt wasabi, sốt dưa leo. Oh, look at the brightness of the color of the cucumber. Khi mình ăn cả món này mình sẽ cảm giác là vị của vải rất là thanh mát, kết hợp với vị của dưa leo rất là tươi và thêm một xíu nồng nàn nữa là của wasabi nhẹ nhẹ. Wow. Yeah. Mục đích của món này là để là mở đầu cho cái menu phù hợp với lại là triết lý phong trong cái ẩm thực của em. I have to say that was really really impressive and I'm incredibly impressed that you are taking such a risk at this stage of the game in the semifinals of Top Chef. I commend you for that. And I have to say that first dish paid off. It was a really beautiful balance of these very unique flavors and you brought I tasted the freshness of the cucumber mixed with the sweetness of the lychee and the little bit of spice behind it with the wasabi and then the crisp on top. It was really well balanced. Thì tiếp theo đó là một cái món nó nằm ở phần thổ. Thì tại vì món này nó sẽ chứa đựng rất nhiều nguyên liệu từ thổ nhưỡng như là lúa, gạo, tất cả các loại rau củ để tạo nên cái nước dùng thật là đặc biệt này. Cho nên là em chọn cái món này ở phần thổ và là signature của mình. Thì sau đây em xin phục vụ ban giám khảo. Đầu tiên là mình sẽ ăn cái bánh tạt này trước ạ. Em mời giám khảo mình sẽ ăn one bite cái miếng này và sau đó em sẽ phục vụ cái món mì cho ban giám khảo ạ. Ok. Dạ, ở trên đó là một loại ruốc làm từ chân nấm ạ. Em xin mời ban giám khảo thưởng thức món mì ngũ sắc của em ạ. Ở trong đây thì em có sử dụng một cái loại rất là đặc biệt, đó là nấm gan bò sữa đỏ từ Đà Lạt, một loại nấm rất là quý hiếm tại vì nó chỉ có vào mùa mưa thôi. Và tiếp theo là abalone bào ngư được làm từ đậu phụ và kèm với nước dùng được nấu rất là đặc biệt. Em đã áp dụng kỹ thuật nấu nước dùng của người Nhật từ nước dashi và em kết hợp với lại mía lau của Việt Nam, kết hợp với lại bí xanh và trái lê nữa để tạo ra cái nước dùng này ạ. Chef V is the queen of broths. She can cook a broth so extremely well. Really develop the flavor from mushrooms. Beautiful. Mm-hmm. Cái abalone này là được làm từ bột đậu tương và nó kết hợp với lại là một ít bột khoai tây nữa để tạo cái độ dai cho cái này. Và sau đó là mình hấp lên và mình dùng cái khuôn mình ép nó lại để tạo ra thành cái hình bào ngư như thế này. Nó giống như là bào ngư thật, vị của nó vẫn cứ dai dai giòn giòn giống như là bào ngư thật. And combined with the texture, the bean cake, the tofu cake, it's so beautiful. When eating your food, I feel very very zen. Oh wow, the same me. You the same. I feel calm. I feel spiritual. So this is a spiritual dining experience for me. You know, with the hint of the incense, the aroma of that. This soup, I feel so good. I feel warm. I feel loved. I can eat it every day. How you extracted all that flavor from the kombu, shiitake mushrooms. The noodles are cooked perfectly, al dente. The texture of the tofu is exactly like an abalone. So incredible. Trước khi mình bước sang món thứ ba thì em xin mời ban giám khảo mình dùng cái này ạ. Oh, that's right. Cái này thì nó giống như là một cái miếng nấm bụng dê, em nhồi trong đó là mứt gừng với lại một ít là cơm rượu lên men của Việt Nam để mình tẩy vị trước khi mình chuyển sang món tiếp theo ạ. Em mời anh ạ. Cảm ơn. Chị chef, cái sốt đỏ là gì? Cái đó là tương ớt chí chương của Hải Phòng.
Tiếp về món thứ ba của em, cái món này sẽ là cái điểm nhấn trong cái menu này vì nó sẽ có rất là nhiều tầng hương vị trong cái món ăn này. Thành phần chính đó là quả ớt ngọt Đà Lạt, ớt dài Đà Lạt, đậu phụ làng mơ, lên men. Tại vì đậu phụ làng mơ được nổi tiếng là cái vị rất là thơm, béo và mát, kết hợp cùng với là măng trúc của Sapa lên men, lấy cái vị giòn giòn của nó, kết hợp lại một thịt sấy khô, trên đó thêm một ít táo xanh và một ít sốt tương trong đó để cân bằng lại cái vị này. Và ở bên ngoài đặc biệt, nó là một cái loại mì em quấn lại để tạo một cái sự giòn giòn cho cái này. Và nó được làm từ đậu hũ luôn à. Mì đậu hũ. Dạ vâng ạ, mì đậu hũ. Sau đó sốt này thì được làm từ, nó là sốt trứng kết hợp với lại là phơm dâu tây. Ăn kèm với lại cái này thì em sẽ có là cút cút được nhồi trong vỏ đậu hũ, dầu lá é cùng với lá é kết hợp với lại ô liu xanh và ô liu đen trong đó. Tiếp theo là bên cạnh đó em sẽ có một cái đó là đặc biệt, đó là tàu hủ kỳ nướng với lại mắm ruốc. Nó giống như là bánh tráng nướng của Đà Lạt. Trên đó sẽ có là trứng cá đối, là một loại trứng cá muối mắc nhất của Nhật. Và món cuối cùng để kết thúc lại cái menu của em nằm trong chiếc lý ái, thì nó là một sự ngọt ngào. Nó đến từ chè khoai mì nước cốt dừa của Việt Nam kết hợp. Và sau đó mình ăn cái chè khoai mì này, mình sẽ thưởng thức một cái salad hoa quả được dùng từ nước hoa quả lên men kết hợp với các loại rượu mơ, rượu chuối để mà tăng cái hương vị cho cái nước này. Sau khi mình ăn chè xong thì mình sẽ dùng salad trái cây, nó sẽ nhẹ nhàng kết thúc cái bữa ăn của mình. I really felt your journey of umami. I felt that you developed some beautiful flavors. My favorite was the mushroom soup, for sure, with the noodles. I thought that that was really spectacular. I think overall, it was a really wonderfully constructed and wonderfully presented dish with a beautiful story behind it. Cái nguyên liệu mà em chọn, thực sự không ai mà dám chọn như vậy. Nó rất là đặc biệt. Thực dưỡng là một cái từ mà nấu ăn khó lắm. Anh rất là thích cái nước cốt dừa của em. Chưa bao giờ anh ăn được cái nước cốt dừa ngon như vậy. Ở đâu đó cái món ăn thực dưỡng là phải người ta một là rất là thích, hai là người ta không thích luôn. Nhưng mà nếu như cái món thực dưỡng, những cái set menu này mà được trao chuốt tốt, anh nói thẳng thắn, nó sẽ là một cái menu rất ngon. Chef Vi là rất đột phá. Hai cái vòng thi bán kết là Vi đã gần như thay đổi cái sở trường. Anh Alan công nhận không? Công nhận. Vi thoát ra khỏi cái tấm áo cũ của Vi. Em đang rất là lo về vì cái chủ đề này rất là khó. Đây là một cách chơi mạo hiểm. Vi duy nhất là để phân mình với tất cả các chef còn lại trong cái vòng bán kết. Thật sự là mình cũng nghĩ là bản thân mình đã khá là mạo hiểm khi chọn cái đề tài này. Nhưng mình nghĩ là mình mạo hiểm nhưng mà mình làm được, mình chiến thắng được thì đó mới là vượt qua thử thách, vượt qua bản thân mình. Jacob Crick hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.